Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ chiều tối và đêm qua, khối không khí lạnh phía Bắc tiếp tục tăng cường và khuếch tán về phía Nam, khiến cho thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái mát mẻ dễ chịu của những ngày mùa thu. Do nằm sâu trong khối khí lạnh cho nên thời tiết các tỉnh Bắc Bộ không có mưa dông nhiều. Mưa nếu có cũng chỉ xuất hiện rải rác vào sáng sớm. Nhiệt độ khu vực lúc này chủ yếu dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ, tiết trời hơi se lạnh. Còn vào ban ngày trời khô ráo và có nắng, thậm chí trưa chiều còn có cảm giác hơi khô hanh do độ ẩm lúc này tương đối thấp. Mức nhiệt độ cũng tăng dần lên, phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Nhìn chung thời tiết góp phần thuận lợi hơn cho các hoạt động lưu thông trong ngày đầu tuần mới. Với những đợt sóng lạnh liên tiếp dồn xuống, thời tiết Trung Bộ cũng liên tiếp có mưa. Dự báo trong ngày hôm nay và cả những ngày tới, những cơn mưa rào và dông sẽ xảy ra trên diện rộng. Trong đó vùng mưa vừa có nơi mưa to và dông, chủ yếu tập trung tại các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trong khoảng chiều tối nay. Mưa dông khiến cho nhiệt độ trong ngày hôm nay trên khu vực rơi vào khoảng từ 28 đến 31 độ, tiết trời khá mát mẻ và dễ chịu. Sang đến ngày mai, vùng mưa lớn tiếp tục lan nhanh xuống cả các tỉnh thành thuộc khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi. Do vậy, trong những ngày mưa lớn sắp tới, người dân cần chủ động có các biện pháp ứng phó với mưa lớn cũng như những hệ lụy như là lũ quét, sạt lở đất đá gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông. Các tỉnh thành còn lại thuộc khu vực Trung Bộ, thời tiết phổ biến trạng thái mưa rào và dông rải rác và ban ngày vẫn có nắng, song cũng chỉ diễn ra gián đoạn, nên nhiệt độ dao động ở ngưỡng vừa phải và mang lại cho người dân khu vực cảm giác mát mẻ dễ chịu hơn. Tại các khu vực phía Nam như là Tây Nguyên và Nam Bộ, đới gió Tây Nam hoạt động yếu nên mưa dông xuất hiện chính vào thời điểm chiều muộn, còn ban ngày vẫn có nắng nhiều với mức nhiệt độ từ 31 đến 34 độ tại Nam Bộ và từ 29 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên. Lưu ý khoảng từ ngày mùng 2 tháng 10, rãnh thấp mây dông hoạt động mạnh qua khu vực Trung Bộ cho nên nhiều khả năng các tỉnh thành ở khu vực phía Bắc Tây Nguyên sẽ gia tăng mưa. Cục bộ sẽ có những điểm lượng mưa khá nên người dân cần hết sức chú ý. Tiếp nối bản tin, xin mời quý vị cùng đến với dự báo thời tiết tại các đô thị lớn trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, đến với thủ đô Hà Nội trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, trời nhiều mây, không khí se lạnh với mức nhiệt ở vào khoảng từ 23 cho đến 25 độ. Tiết trời dễ chịu và không mưa nên góp phần thuận lợi hơn cho các hoạt động lưu thông của người dân trên địa bàn thủ đô. Tuy nhiên khi lưu thông, quý vị và các bạn vẫn nên khoác thêm áo ấm để tránh bị cảm lạnh do thời tiết. Đến trưa chiều trời khô ráo hơn và có nắng, tiết trời ấm áp hơn với mức nhiệt độ tăng dần, cao nhất ngày dao động xung quanh mức 30 đến 31 độ. Cũng thuộc xu thế thời tiết miền Bắc, không khí lạnh khiến cho thời tiết tại thành phố Việt Trì cũng rất dễ chịu với mức nhiệt độ trong cả ngày chỉ dao động từ 23 cho đến 30 độ. Tiết trời khô ráo, không mưa và có nắng, góp phần ủng hộ cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Đến với thành phố du lịch Đà Nẵng, do ảnh hưởng của giải mây dông phía Bắc kết hợp với những vùng giễu động từ biển và đẩy vào, cho nên khu vực sẽ gia tăng mưa so với 24 giờ qua. Trong ngày và đêm nay, thậm chí là cả một vài ngày tới, khu vực sẽ liên tiếp có mưa rào và dông với lượng khá, nên sẽ không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời hay nghỉ dưỡng của du khách. Do có mưa cho nên nền nhiệt độ tại khu vực sẽ không tăng cao, trong ngày phổ biến từ 24 cho đến 31 độ. Khu vực địa hình cao hơn như là khu du lịch Bà Nà thì mức nhiệt độ cao nhất sẽ chỉ dao động từ 24 đến 26 độ. Nằm xa hơn về phía Nam, thời tiết tại thành phố Nha Trang cũng có mưa rào và dông rải rác trong ngày hôm nay và từ ngày mai sẽ có xu hướng gia tăng về lượng. Mưa dông cũng gây cản trở đến các hoạt động hàng không hay là dịch vụ du lịch của thành phố. Nhiệt độ trong ngày hôm nay cũng như vài ngày tới vì thế cũng giảm nhẹ, chênh lệch giữa ngày và đêm ở trong khoảng từ 25 đến 32 độ, thời tiết mát mẻ. Những cơn mưa rào ngắt quãng vẫn xuất hiện chính về chiều tối tại thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Mưa dông sẽ gây ảnh hưởng một phần đến các hoạt động thu hoạch cà phê của người dân, đặc biệt là trong 1-2 ngày tới, sau đó sẽ có xu hướng giảm dần về diện và lượng trong những ngày tiếp theo. Còn trong ngày hôm nay, do trời có mưa nên mức nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều chỉ đạt đến sấp xỉ 30 độ, thấp nhất về đêm và sáng còn khoảng 22 độ, tiết trời lúc này sẽ hơi se lạnh. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở rìa phía nam của hệ thống gây mưa tại Trung Bộ, nên tại đây không chịu ảnh hưởng quá nhiều. Và ban ngày trời ít mưa, có chăng chỉ là những cơn mưa nhỏ xảy ra lác đác, ngày nắng, với nhiệt độ trưa chiều vào khoảng từ 32 đến 34 độ. Về chiều tối, mưa dông xuất hiện dưới diện rải rác cũng khiến cho nền nhiệt độ tại thành phố hạ nhanh xuống mức thấp nhất là khoảng 25 đến 27 độ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.